Đây rồi. Ui ôi, ui ôi em ơi, nóng rồi, nóng rồi. À, con này cho Khô Phi. Ui biết nghe Khô Phi anh em ơi. Ui. Để vớt cái cần này dài lên. À dạ. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khô Phi ấm vào đuôi anh em ạ. Khô Phi ấm đuôi nó khỏe lắm. Mày bơi nghe nào. À. Ui con này to. Con này lấy vật bác ạ, to quá. Con này phải vọt. Ây rồi. Mày chạy à? Ui, vì to đấy. Hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với Phước Thảo Fishing. Hôm nay là buổi khai trương cần đầu năm này anh em này. Sẽ đánh bằng lục, hôm nay em đánh bằng cây 10H anh em nhé. Bộ môn cây 8H hàng mới thì em sẽ đánh vào buổi sau. Hôm nay sẽ đánh 10H và đánh bằng 5m4 và 4m5. Em đánh hai thể loại, một lục, một đơn và một đài. Một lục và một đài đi. Để bảo đơn. Qua nhà thì em làm sẵn bộ linh trước rồi. Giờ móc vào lít thôi. Rồi quay cận cảnh hàng cho anh em xem. Quay cận cảnh cây 10H cho anh em xem cho nó bá đạo. Mình đã nhá. Đây ok. 10H 54. Lục đầu cần. Trục dù ngắn anh em nhé. Đánh lục trục dù ngắn, cá mà đóng vít thì quên đời đi. Gọi là phải tít nổi đấy. Chụp dù ngắn mà vít được bằng những cái cần này mà đóng hàng này đời không còn hình sướng bằng anh em ạ. Cần rất là cứng. Nó có một cái ưu điểm lớn nhất là cần cứng, mình giật được bay lưỡi lục lên. Nhưng mà khi đóng cá này nó vít vẫn rất là phê, chứ nó không cứng đơ như mấy cần cô lục mà đánh sao bờ, mấy cần máy có độ cứng AXB, XCX thôi anh em ạ. Mấy cần đấy nó cứng lắm. Cần này nó đủ lực để giật cái lưỡi lục bay mà nước đóng con cá, nhưng mà lại vít rất là phê. Thế nên tại sao em sẽ đánh bằng cần tay. Và những loại phao này là toàn loại phao chế anh em nhé. Phao chế đánh đầu cần. Một loạt phao chế đánh đầu cần. Các bác nào giờ thích mua loại phao này thì bảo em làm cho. Giá tương đối là rẻ. Làm cho anh em đánh sướng. Thay đổi ngọn liên tục được các bác nhé. Các bác chỉ cần về nắp quả phao đơn vào. Thế là thành một quả phao mới. Đây em sẽ đánh bằng ngũ thép Sung AK, thép xịn nhất trên thị trường hiện nay. À không, nếu mà thép xịn nhất phải nói đến loại thép của Đức, thép đấy mới là đẳng cấp, thép đấy là 150 một lưỡi cơ. Mình đánh loại thép vừa phải. Cũng rất là xịn rồi, nhưng mà nói chung là tầm tiền thì vừa phải. Bản thân em thấy là đắt đấy các bạn ạ. Nhiều anh em nhà có điều kiện để chơi loại xịn như em thấy là đắt đấy. Sao cho thò mỗi cái lụ luôn. Ui, tầm này ok nhất các bác này. Thò đúng một lụ nhá. Chuẩn bài đấy. Đấy tầm này đi, tầm này đỡ với. Xả quá. Rồi ok, tầm này từ đánh tầm này. Xuống cần không nhiều tiêu mà thảo ngay các bác ạ. Rồi muốn làm gì thì làm, em còn gỡ đồ máy quay mấy kia các kiểu ở cái máy dung phao nữa cơ. Mất thời gian nên phải xào ngay thì cá nó vàng. Màu đen là cắm viên này, chuối, trứng, ủ chua. Cắm viên chua chứ. Làm chuẩn thế nhỉ.
này công phu thảo tương đối là chuẩn. Vào đây. Đấy, xáo vậy thì cá mới vào chứ. Còn đây là mối chính anh em nhé, nó cũng như nhau thôi, một loại thôi. Rồi, lương thực thực phẩm này đã sẵn sàng. Đó, hai bánh này, hai nước khoáng này, vào này em sẽ đánh cả ngày luôn. Đây, đây là cây 10H 4,5 m nữa. Cho đánh đơn, đánh đài. Đâu đã. Anh em ăn bánh với em nha. Bánh thì ngon phết. Nhẹ nhẹ nhé. Này chắc là rô phi con à. Cũng chưa biết đâu được, chẳng may vằm hàng thì sao. Đây rồi. Ôi ôi. Ôi ôi anh em ơi, đóng rồi, đóng rồi. À, còn lại cho khu phi. Ui biết nghe khu phi anh em ơi. Ôi. Để vẫn cần này. Xả đi. À xả. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khu phi ấm vào đuôi anh em ạ. Khu phi ấm dưới nó khoảng lắm. Mày bơi nghe nào. À. Ui con này to. Con này lấy vật bác ạ, to quá. Con này phải vọt. Từ lấy đến giờ. Ai à. Ui. Mày bình tĩnh. Con này chắc là dây rủ em làm sốc lên bảo rồi giờ không cỡ quả đã không. Ui giời. Sốc lên bờ thôi. À chà. Ủa to đấy. À, anh em nhìn con này to luôn. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Ủa. Ủa giời ơi. Siêu phẩm. Được. Bác tìm con gì chưa? Đấy mới gọi là siêu phẩm. Ủa con này phải 2 cân. Về cân có 1,3 kg. Trời ơi, siêu phẩm anh em. Bàn tay. Bình tĩnh nha. Ủa. Con này phải hạ. Không, con này phải cân rưỡi. Chắc chắn con này phải đến cân rưỡi anh em nhá. Chờ nhìn ở trong điện thoại em thấy nó hơi nhỏ. Nhưng mà nhìn không nhìn tay. Rồi, so bàn tay, đã đợi quá. Phê có bác giật lục phê không? Con này thì còn gì bằng nữa bác ơi. Ôi dồi ôi. Siêu to khổng lồ. Một đây gọi là siêu phẩm. Và
Vào. Vào. Ui. Chuẩn bài. Đánh tứ thầu kẹp kẹp bó mồi các bác ạ. Tứ thầu kẹp bó mồi. Đánh thêm bó mồi nó chuẩn hơn. Mà con này nói chung con này nó đan. Giật thêm một con đóng vào đuôi nó. Con này nó quá đan. Từ ống cá nó đóng vào đuôi nó khỏe lắm. Con được cá đồng phí to phải thế. Hơi lệch 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 cổ anh em ạ. Nhảy đều thế nhỉ. Có hàng đấy nhưng mà nó nhấp đều quá anh em ạ. Sao đuôi nó vẫy vào trục. Chỉ có đuôi nó vẫy vào trục thì nó tụt phát xuống nó nổi lên ngay. Nhưng nó mà lì hẳn vào trục thì tao đà phập mãi. Cứ có hàng vào nên là vui rồi. Sợ nó không vào, nó cứ vào luồn cuộn ấy rồi sẽ chết. Đóng chưa? Úi giời, úi. Đóng chưa? Úi giời, úi. Đồ phi cụ, đồ phi cụ anh em ơi. Giời. Úi giời ơi. Mày có bò mày lên ngay chứ nè. Mày đùa với tao. Số số phi cụ. Đấy rồi, đấy là đấy làm sao đấy. Cần hơi dài anh em ạ. Anh em như ngọn cân của em. Đúng này đuổi đấy đấy. Đây chụp ngắn để nó cú cân vào đó. Úi trời. Đấy rồi. À, bàn tay luôn. Bàn tay luôn, mày đóng vào đuôi con. Con này. À, con này cho hơn cân. Tí vào cân luôn anh em cho anh em xem nhá. Em hàng thứ hai. Ấy, bàn tay. Vào đây em ơi. Tuyệt vời. Mùi của chua nó. Này cứ đánh vừa thảo vừa bó mồi chắc ăn. Thảo không thì anh em phải có sốt thì căn hay là cá to là mình tự bá các bạn. Có mấy anh em trong miền Nam này cứ bảo là mấy ông Bắc Kỳ này câu cá đóng toàn thân, đóng mồm mới đẳng cấp.
nhưng mà ngoài bác chúng em cứ lên được cá mới là đẳng cấp các bác nhé. Và bác thấy hay thì xem, không hay thì thôi không xem nữa, cứ vào bình luận linh tinh. Bác kỳ cầu cá đóng toàn rồi. Ừ. Mưa to. To rồi. Mưa này cá có muốn là xuống. Ây rồi. Mày chạy à? Ui, nó vì to đấy. Không. To thế, con này phải ít, phải chắc phải 2 cân ấy. Còn 2 cân đấy. Được con râu này cũng sướng rồi. Sướng hẳn. Con này là con thứ hai. Kéo bị được 2 cân đấy. Lại 2 cân. Hả? Được 2 con rồi à? 2 con. Được 2 con nữa. 2 con to. Các bạn nhìn thấy con này nó dã man chưa? 2 cân cần 10 hát nhóc phan lên luôn. Con này tí em sẽ vào cân trực tiếp các bạn nhá. Ôi dã man quá. Wow. Wow, cầm một tay. Tay em cầm điện thoại đang rất là run. Thế phê quá nhỉ. Cầm một đôi con này chưa? Để móc mồm nhá. Một tay cầm cam. Rồi, ok. Để móc vào mồm con này, con đi con. Wow. Dã man chưa? Kỳ khổ luôn. Rồi, kết thúc buổi câu ngày nay anh em ạ. Cá đoạn bể nó vào phá hồi nhiều quá, các cầu thủ người ta cũng về hết rồi, em phải thu đồ đây. May hôm nay vẫn đóng được 3 hàng rô phi rất là phê, mặc dù là chưa đóng được một con nào khủng cả. Này đóng toàn rô phi đây. Thì mai em sẽ lên trên này một buổi nữa để săn hàng, để test trực tiếp anh em cái cần 10H này nó khủng khiếp thế nào. Này đánh khoảng 5m4, mai em sẽ đánh khoảng 4m5 nhá. Đánh 4m5 kéo anh em cảm thấy nó tít hơn nhiều. Anh em nào muốn sở hữu một cái combo cần phao nữa như thế này thì liên hệ với em, số điện thoại em để bên dưới. Cần cực kỳ xịn luôn. Để em lấy nét cho các bác xem. Đấy, cần cực kỳ xịn luôn. Giật cá bao phê, Rufi 2 cân nhấc bóng phát lên mở luôn, không nói nhiều. Đấy, anh em nhìn nhá. Cá to nhấc phát lên mở luôn. Nó quá khỏe. Cần này nó có một cái ưu điểm là các bác nhá. Lực vừa đủ để giật bay nãy nục đóng mờ cá, mà lại ngọn cần này vừa dạo để dòng cá, cảm giác nó phê. Cái đấy là các con quan trọng. Thôi,
thu đồ. Này mưa quá. Nưỡi em cũng toàn là đánh dòng nưỡi xịn. Anh em nào muốn đặt hàng cứ liên hệ với em nhé. Các bác nào muốn sở hữu cả một combo thì bảo em làm sẵn trục phao dù cân chỉnh đầy đủ cho anh em. Về chỉ câu thôi. Câu vào lên hàng thôi. Các bác nhìn thấy chưa? Con này phải 2 cân. Tí em sẽ cân luôn cho anh em xem con này là 2 cân hoặc hơn 2 cân, dã man chưa? Khiếp khủng, nó bằng cái mặt của em có nhìn này. Phê chưa? Còn, hai con này chắc là chỉ hơn cân con. Rồi ba em này là chuẩn bài, toàn thu phí cụ tổ rồi. Cho thủ nó sống các bác nhé.